Xin chào các bạn, hôm nay mình cũng sẽ lại quay trở lại với các bạn. Đó là một cái mẫu móng mục phích huyền đà rất đẹp. Thì các bạn nhìn thấy sơ qua đây, cái cây móng của mình đây, rất đẹp này. Đó. Đây, các bạn có ra được nhờ. Thì hàng bên mình cũng có nhận gia công bọc bạc cũng như bọc vàng theo yêu cầu của từng khách hàng các bạn nhé. Ví dụ các bạn muốn bọc mẫu nào ấy, thì các bạn có thể chụp hình, các bạn gửi ảnh qua là bên mình có sẽ nhận gia công theo. Đó, còn được nhỉ. Có rất nhiều mẫu đẹp luôn. Thì ngoài cái mẫu móng huyền đà này ra ấy, thì bên mình còn có những cái mẫu móng thường. Đó, nó móng thường nên là không không phải huyền đà ấy. Đó, rất là đẹp. Thì các bạn quan tâm các bạn có thể nhắn qua Zalo cho mình. Thì mình cũng sẽ gửi một vài mẫu ảnh qua Zalo để các bạn cũng sẽ tham khảo thêm. Đó, cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video clip của mình. Xin chào các bạn.